Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bẩn không chỉ là vấn đề của một nhà, một địa phương mà đang là vấn nạn trên cả nước. Chính vì vậy, việc thay đổi nhận thức của người tiêu dùng, nhà sản xuất kinh doanh về an toàn thực phẩm sẽ là yếu tố quan trọng góp phần giảm thiểu tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra, đặc biệt là trong những thời điểm như dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân sắp tới. Giò, chả, các đồ ăn chín tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu điều kiện bảo quản, nguồn gốc nguyên liệu không đảm bảo hay sử dụng các chất phụ gia. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, ý thức trách nhiệm của những cơ sở sản xuất luôn là yếu tố phải đặt lên hàng đầu. Cơ sở sản xuất giò chả quy mô nhỏ của gia đình bà Nguyễn Thị Thắm, tiểu thương tại khu 5, thị trấn Phú Giàng đã đáp ứng được yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm khi vượt qua các bài kiểm tra của cơ quan chức năng thông qua test nhanh. Tôi cảm thấy việc kiểm tra này thì chúng tôi cũng rút được kinh nghiệm những cái gì còn thiếu sót hoặc cái gì các cơ quan đoàn thể bên an toàn thực phẩm cũng kiểm tra để bổ ích cho chúng tôi, làm mỗi ngày một tiến bộ và chúng tôi cảm thấy cũng rất có ích. Còn đây là một cơ sở sản xuất bún phở lâu năm tại thị trấn Phú Giàng. Mặc dù việc kiểm tra của đoàn liên ngành là đột xuất, nhưng cơ sở vẫn đáp ứng được khá tốt những quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, xuất trình được đầy đủ các giấy tờ theo quy định của cơ quan chức năng. Với cơ sở này, việc chấp hành tốt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm không phải là do đối phó với việc kiểm tra, mà đã trở thành ý thức thường xuyên trong quá trình sản xuất. Năm thì thực ra bọn tôi nghề sản xuất này quanh năm, thực ra mỗi năm có 2-3 lần đoàn kiểm tra, có năm 3-4 lần kiểm tra. Thực ra thì cũng vì cái lương tâm nghề nghiệp và cái nghề nghiệp nên chấp hành quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm không phải là do mà sợ cơ quan chức năng phạt trước gì, mà bọn tôi mà đúng làm theo đúng vệ sinh quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm để duy trì nghề nghiệp của chúng tôi ạ. Tăng cường kiểm tra, xử lý bằng những chế tài đủ mạnh, những giải pháp ấy đã phát huy được hiệu quả tích cực trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong cộng đồng, nhất là vào những dịp cao điểm như Tết, lễ hội. Cùng với đó, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, đặc biệt là phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông cũng góp phần quan trọng giúp cho ý thức chấp hành của nhiều cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm có những chuyển biến tích cực. Ngày bình thường thì nhà em cũng gọn gàng thôi, nhưng mà chẳng qua là mới hôm nay Tết thì nó hơi hàng riêng, hơi lộn xộn thôi. Thì mọi cái thì bọn em sẽ cố gắng làm riêng, chứ bọn em sẽ phân loại hàng hóa, hàng nào đi hàng đấy. Mục đích của cái việc tuyên truyền là chúng tôi cũng muốn nâng cao nhận thức của nhân dân trong cái việc mà chấp hành vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, ví dụ như là các cái quy định cụ thể về điều kiện về cơ sở vật chất chẳng hạn, hoặc là điều kiện về con người cũng như là việc điều kiện về trang thiết bị để làm sao là đảm bảo thực hiện tốt các quy định của pháp luật đấy, và mục đích là để con người sản xuất ra, kinh doanh sản xuất ra những cái sản phẩm an toàn cho nhân dân. Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết, đảm bảo sức khỏe cho người dân, đồng thời đảm bảo phát triển và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm.